19. Quan nhân, chàng đang nghĩ gì vậy? Phụng Nguyên, ta thấy nàng thường ngày một mình lo việc trong nhà vất vả quá. Ta muốn tìm một người về để phụ giúp nàng, để nàng đỡ vất vả hơn. Tục ngữ nói, quan tốt nắm được nhiều binh, đàn ông tốt có nhiều vợ. Tuy ta không phải là Tuấn Kiệt gì, nhưng cũng được xem là có tiếng tăm. Có phải chàng để ý cô nương nào rồi không? Đúng là có một người ở Tô Châu. Từ khi được gả vào nhà này, thiếp hiếu với mẹ, kính cha như vua, giữ đạo làm vợ, chăm chỉ việc nhà. Thiếp không làm điều gì có lỗi với chàng. Bây giờ chàng làm quan lớn rồi, nên muốn lập thiếp để hầu hạ mình. Thiếp cũng không biết nói gì. Ai kêu thiếp là phần nữ nhi, chỉ có thể vậy thôi. Phụng Nguyên, cưới thêm một người, nàng là tỷ tỷ cổ, cổ là muội muội nàng, ta sẽ đối xử với nàng tốt hơn, cổ cũng sẽ tôn trọng nàng. Cả đại gia đình chúng ta sẽ được sống vui vẻ hơn, không tốt sao? Chàng hỏi mẹ chàng đi, mẹ đồng ý chàng cứ cưới. Chàng yên tâm, tiểu thiếp vào nhà thiếp cũng thấy vui, sẽ không làm gì khiến mọi người không vui. Phụng Nguyên, à, lão gia, ông gọi tôi. Lúc này có phải là con người từ Tô Châu đưa thư tới không? À, phải, là thư gửi cho thiếu gia. Tần đại nhân, không ngày nào tôi không nhớ đến ngài, mong mỏi được sớm ngày đoàn tụ với ngài. Tối qua là một bài thơ gửi đến phu quân, chỉ mong phu quân đừng dội quên thiếp thân này. Anh đài Hán Đông tư bất kích, nguyện di thử dị chỉ đồng lâm. Thiên trường địa cửu hữu thời tận, thử hận miên miên du tuyệt kỳ. Trầm ngâm bất cảm quán xuân phong, tự tháng dung qua ám tiêu ý. Thiếp nguyện phu quân cần dụng ý, tảo di qua thụ hướng dương tài. Con đang làm gì vậy? Đâu có gì. Có phải vì cô gái con quen ở Tô Châu không? Cha biết rồi sao? Cha hỏi con, hai người đã quen nhau ở đâu, do ai giới thiệu vậy? Ngẫu nhiên gặp thôi, không ai giới thiệu hết. Con hãy nói thật đi, có phải do sát quyền giới thiệu không? Không có, không liên quan tới ông ta. Cha nói còn biết, con không được có quan hệ hay qua lại gì với hắn. Con người này cha biết rõ, tuyệt đối không phải hạng tốt đẹp gì. Tóm lại, có quan hệ gì với hắn không? Không có. Nhưng con vẫn phải đi Tô Châu một chuyến. Con không được đi, đặc biệt là trong giờ phút này. Cha, chuyện của con, cha đừng hỏi lôi thôi nữa.
Tần đại nhân sao ngài lại? Sắc đại nhân có nhà không? Đại nhân ra ngoài rồi. Vậy còn Quyết cô nương? Có. Tần đại nhân mời vào trong. Quyết cô nương. Tần đại nhân. Quyết cô nương. Cô ốm đi nhiều quá. Cô không nên như vậy. Không nên như vậy. Từ sau khi Tần đại nhân đi rồi, thiếp thân trà không uống, cơm không ăn. Không biết là tại sao, trong lòng cứ nhớ tới Tần đại nhân ngài. Đừng khóc nữa. Không phải bây giờ tôi tới rồi sao? Tần đại nhân đến đây để thăm thiếp, thiếp chết không hối tiếc. Quý cô nương, cô hãy tin là tôi thật lòng với cô. Tần thân tôi dù bây giờ không còn làm quan nữa cũng tuyệt đối không bỏ rơi cô đâu. Phụng Nguyên, con đừng khóc nữa. Mẹ, con không sao. Con yên tâm, đợi Thăng Nhi về rồi mẹ nói đó, mẹ làm chủ cho con. Trầm Dừng muốn đến Thái Thường Côn Sơn thị sát một chuyến. Tần Thăng đã đến chưa? Khởi bẩm bệ hạ, Tần Thăng đã xin nghỉ để đến Tô Châu trị bệnh. Trị bệnh gì? Bệnh cột sống. Tô Châu có một thần y đã trị bệnh một lần, hiệu quả rất là tốt. À, Tần Thăng vừa từ Tô Châu trở về lại vội vàng trở lại Tô Châu, con không cảm thấy khả nghi sao? Không phải ông ta trị bệnh sao? Trị bệnh thì cứ trực tiếp đón đại phu tới là được, cần gì phải đích thân tới đó. Phu hoàng, người đang nghi ngờ Tần Thăng sao? Cẩn thận một chút vẫn hơn. Phái Hàn Nghi Khả đến Tô Châu thị sát trước, xem Tần Thăng có làm chuyện gì đặc biệt không. Dạ. Chua. 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 Phu hoàng, theo Hàn Nghi Khả báo về, Tần Thăng đi Tô Châu là để thăm một cô gái có tên là Sát Quyết. Người này là ai? Cổ là điệt nữ của Sát Quyền, đang ở Sát Gia. Nghe nói Sát Quyền đã đem Sát Quyết hứa gả cho Tần Thăng là thiếp. Hắn quả to gan thật. Đây là chuyện xảy ra trong thời gian Tần Thăng thị sát Tô Châu sao? Đúng vậy. Nhưng mà nếu chỉ như vậy, vẫn chưa thể nào xác định Tần Thăng với Sát Quyền còn có một mối liên quan nào khác. Nhưng tại sao Sát Quyền tự nhiên lại đem điệt nữ của mình tặng cho Tần Thăng vậy? Nhi thần cho rằng với biểu hiện của Tần Thăng ở Diễn Châu, chắc không đến nỗi những ngày ở Tô Châu lại bị người khác lôi kéo đâu. Trẫm cũng mong là vậy. Sau khi Tần Thăng trở về đã nói tốt cho Sát Quyền rất nhiều, không hề nhắc đến chuyện này. Vậy làm sao khiến trẫm yên tâm? Người nói cũng phải. Đổi đi Tô Châu. Hắn chỉ đến một mình thôi à? À dạ phải. Có ai nhìn thấy hắn không? À, chắc là không ai nhìn thấy, hắn không có mặc quan phục. Bây giờ hắn ở đâu? Đang ở trong phòng của Quyết cô nương. Đôi cẩu nam nữ này. Tần đại nhân, lần này ngày tới đây không bị người khác nghi ngờ chứ? Tôi nói là phải ra ngoài trị bệnh.
Đương nhiên có lẽ cũng có một số người nghi ngờ, nhưng mà trong lúc này tôi không nghĩ được nhiều như vậy đâu. Thiếp biết Tần đại nhân làm vậy là gì thiếp, nhưng ngài hãy cẩn thận mới được. Thúc thúc. Tần đại nhân, ngài làm vậy là quá khinh suất, tự chuốc phiền phức vào mình rồi. Sao vậy? Bệ hạ thị sát thái thương Cô Sơn đột nhiên chuyển sang Tô Châu, tôi phải lập tức ra ngoài thành nghênh tiếp. Sơn đại nhân, có phải bệ hạ nghe được gì rồi không? Bây giờ vẫn chưa biết, nhưng mà hoàng đế bệ hạ đột nhiên đổi hướng đi, giống như ở Duyễn Châu vậy. Chẳng lẽ trong này không có nguyên nhân sao? Không cần hốt hoảng, tôi lập tức đi ngay. Ngài tưởng rằng vẫn còn kịp à? Vậy ngài nói nên làm sao đi? Tần đại nhân, bây giờ chúng ta đã ngồi chung trên một chiếc thuyền rồi. Sao Huyền? Dạ. Tần Thăng có phải đang ở Tô Châu không? Trị bệnh ở Tô Châu. Chắc không chỉ trị bệnh thôi chứ? Để Di Thần từ từ giải thích. Giải thích cái gì? Kêu hắn lập tức tới gặp Trâm. Dạ. Quan viên Tô Châu tất cả tránh đi. Là Sát Quyền giới thiệu cho hai người biết nhau sao? Là Di Thần gặp được ở nhà Sát Quyền, cho nên Khanh với Sát Quyền mới kết đảng với nhau. Không, bệ hạ, Di Thần không dám vì tư bỏ công. Hơn nữa Sát Quyền cũng không hề đồng ý chuyện này. Trong lúc Di Thần ở Tô Châu làm việc hết sức nghiêm túc, không dám có một chút lơ là. Về chuyện này, Dương Lâm và Trương Tử Cung có thể làm chứng cho Di Thần. Khanh thân là không sai, lại có tư tình với người thân quan viên địa phương, như vậy Khanh làm sao có thể chấp pháp công minh được? Di Thần biết tội, nhưng Di Thần thật sự không vì tình riêng bỏ việc công. Hơn nữa thời gian ở Tô Châu, Di Thần cũng không phát hiện có bất kỳ quan viên phủ nha nào lợi dụng lúc thiên tai, có bất kỳ hành vi mưu lợi riêng và tham ô nào hết. Kêu Sát Quyết tới đây, Trâm cũng muốn xem thử cô ta là một cô gái thế nào, có thể khiến Khanh quên hết tất cả như vậy. Dân nữ cấu kiến hoàng thượng. Ngẩng đầu lên xem. Quả nhiên có chút nhàn sắc. Trâm hỏi người, người nhận được chỉ thị của ai tới dụ dỗ Khâm Sai đại nhân? Bệ hạ, không có người nào xúi dục dân nữ dụ dỗ Tần đại nhân. Nói bậy. Ngươi không dụ dỗ hắn, làm sao hắn lại dính với ngươi như keo sơn vậy? Bệ hạ, dân nữ và Tần đại nhân là tâm đầu ý hợp, nhất kiến chung tình, không có ai xúi dục cả. Sao ngôn? Nếu như không phải Sát Quyền nhọc công sắp đặt, ngươi gặp được Khâm Sai đại thần sao? Những lời dân nữ nói đều là sự thật. Dân nữ và Tần đại nhân là yêu nhau thật sự, nhật nguyệt chứng giám. Sát Quyết, hôm nay Trẫm thấy ngươi là một cô gái xinh đẹp như hoa như ngọc, bị người xúi dục, Trẫm còn có thể không gia tội cho ngươi. Nhưng nếu ngươi cứ tiếp tục chấp mê bất ngộ, cam tâm chịu tội cho người, Trẫm sẽ lập tức cho ngươi ngọc nát hương tàn. Bệ hạ, dân nữ năm nay đã 17 tuổi, được Tần đại nhân thương yêu, đã thỏa nguyện bình sinh. Cổ nhân nói, đạt được rồi chết không hối hận, nguyện làm nguyên ương không làm tiên. Nếu bệ hạ muốn dân nữ dùng cái chết chứng minh, dân nữ tuyệt không tham sống đâu. Mau lôi cô gái này ra ngoài, đánh 50 gậy thật nặng, xem có còn cứng miệng không. Dạ hoàng thượng. Di Thần tình nguyện chịu phạt thay cổ, cô chịu không nổi đâu. Vậy Khanh thành thật khai ra đi.
Dương đại nhân. Hôm nay nô tỳ chỉ có một thỉnh cầu thôi. Tần đại nhân bảo trọng thân thể, sau này tự lo cho mình. Quý cô nương, là tôi hại cô. Được cùng đại nhân ân ái một đêm, nô tỳ chết không hối hận. Phu quan, lôi ra ngoài đánh. Dạ. Đi. Tần đại nhân, Tần đại nhân, ngài hãy bảo trọng. Bệ hạ, sát quyết đã bất tỉnh rồi, chỉ mới đánh có 30 gậy. Nhưng không chịu khai à? Người này quả rất chung tình. Xem ra Tần Thăng với cô gái này đúng là có tình cảm thật rồi. Có lẽ là như vậy. Hoặc là sát quyền hắn đã có tình dùng mỹ nhân kế lôi kéo Tần Thăng, nhưng không ngờ hai người này nhất kiến chung tình. Hoặc là Tần Thăng với sát quyền không có làm chuyện gì. Vẫn còn chưa có chứng cứ. Cứ thả cô gái đó ra trước đi. Tuân mệnh. Hà Nghi Khả. Dạ. Khanh cảm thấy Tần Thăng có tội hay không? Bây giờ vẫn còn chưa biết được. Nhưng mà đại phu đã trị bệnh cho Tần Thăng cũng là do sát quyền dẫn tới. Sát quyền vừa giúp trị khỏi bệnh cho Tần Thăng, vừa dâng sát quyết cho Tần Thăng. Tần Thăng lẽ nào lại không qua được ải này sao? Khanh không cần nói nữa. Vụ án này trẫm quyết định phải điều tra cho đến cùng. Nếu Tần Thăng bị quan, trẫm sẽ trả sự trong sạch cho hắn. Bằng như Tần Thăng chỉ trong vòng mười mấy ngày ngắn ngủi đó đã bị sát quyền kéo xuống nước, thì trẫm cũng muốn xem thử cuối cùng sát quyền lợi hại đến đâu. Bệ hạ anh minh. Lập tức phái người thẩm tra chi tiết tình trạng thiên tai ở Tô Châu lần nữa. Tuân mệnh. Đem Tần Thăng, sát quyền, Lương Mậu Tuyền áp giải về kinh, liên đối Trương Tử Cung, Dương Lâm đồng loạt giao cho đại lý tự thẩm tra kỹ càng. Đồng thời thẩm vấn những người liên quan ở Tô Châu, không được khinh suất. Tuân mệnh. Lão thần Tần Lương Cương khấu kiến hoàng đế bệ hạ. Bệ hạ, con trai Nhi Thần cuối cùng gây ra chuyện gì lại bị đại lý tự bắt giam vậy? Hắn đã làm chuyện gì trong lòng hắn tự hiểu. Chẳng lẽ Khanh không biết Tần Thăng đã quay lại Tô Châu vì lý do gì sao? Lão thần đương nhiên là biết, nhưng mà việc nó thật lòng thích vị cô nương đó cũng đâu có nghĩa là trúng gian kế của kẻ khác. Trẫm biết Khanh đến đây để nói giùm cho con trai của mình. Chẳng lẽ Khanh chưa từng nghĩ đến con người như sát quyền sẽ dùng thủ đoạn gì với Tần Thăng hay sao? Bệ hạ, con người sát quyền lão thần biết hắn rất rõ. Nếu như hắn giở thủ đoạn với con trai thần, thần cũng không thấy lạ. Nhưng con trai thần trải qua chuyện ở Diễn Châu, tuyệt đối sẽ không dễ khinh suất đâu. Xin bệ hạ minh sát. Trẫm tuyệt đối không mong Tần Thăng có chuyện gì. Nếu như Tần Thăng mà có chuyện gì thì sĩ diện của trẫm biết để đâu đây? Nhưng mà Tần Thăng sau khi đến Tô Châu rồi, sát quyền tìm mọi cách lấy lòng của Tần Thăng là có thật. Tần Thăng sau khi hồi kinh lại luôn nói tốt cho sát quyền, trẫm đã tin hắn, làm theo lời hắn, nên bỏ xiềng xích trên chân cho sát quyền. Bây giờ nếu như hai người đó cấu kết với nhau qua mặt trẫm, trẫm dùng thứ được sao? Bệ hạ, vô tội đánh mãi cũng nhận, vẫn thường xảy ra. Ở Diễn Châu, con trai thần cũng đã từng chịu trọng hình, cung khai bậy bạ. Khẩn xin bệ hạ cẩn hình. Khanh yên tâm đi, lần này trẫm không dụng hình tùy tiện với con trai Khanh đâu. Chỉ cần Tần Thăng không có gì thật, trẫm tuyệt đối không đổ oan cho hắn. Lão thần cúi tạ bệ hạ. Trở về đi. Tạ bệ hạ.
Bệ hạ, bên phía Tô Châu có tin tức rồi. Một tên gia đình trong nhà Sát Quyền khai rằng Sát Quyền từng tặng cho Tần Thăng một bức tranh cổ trị giá đến hàng ngàn lượng vàng. Có chuyện này sao? Nhân chứng cũng đã được dẫn tới. Đó là bức tranh gì mà giá trị như vậy? Nam Tống, tranh Tứ Mai Hoa của Dương Bổ Chi. Tới ngay, tới ngay. Ê, các người có chuyện gì vậy? Vào đi. Để dừng lại. Đánh ra. Thiếu gia. Đi. Chính là bức này. Thằng Nhi. Cha, có chuyện gì vậy? Không sao. Cha đừng lo lắng quá. Thằng Nhi, con không làm gì sai chứ? Không có. Mẹ à, Phụng Nguyên, đừng lo lắng cho con. Tần đại nhân, mời đi. Thằng Nhi. Bức này thế nào? Hàng đại nhân, bức này là thật đó. Thật sao? Là thật. Đúng là Tứ Mai Hoa đồ của Dương Bổ Chi triều nhà Tống. Được. Cáo từ đại nhân. Dẫn Sát Quyền. Sát Quyền, thẩm vấn. Làm gì đó? Đứng lên, đứng lên đây. Nhanh lên. Tại ngài phá hỏng đại sự. Nhớ là chỉ cần giám định bức tranh đó là giả, tất cả sẽ bình an. Khám bệnh và xác quyết không cấu thành hối lộ. Xem xong rồi nuốt đi. Hàng đại nhân. Sát Quyền, ngài xem bức tranh này có phải là do ngài tặng cho Tần đại nhân không? Đúng vậy.
Ngài nói bức tranh này là bức tranh giả. Đúng vậy. Nói bậy. Tranh này đã được giám định, xác định đây là tranh thật. Ngài cố ý nói đây là tranh giả, có ý đồ gì? Hạ ngự sử, tranh này đã được treo nhiều năm trong nhà ti chức, thật hay giả? Sao ti chức lại không biết chứ? Tuy chữ của Tần đại nhân đẹp, ti chức cũng không ngốc đến nỗi đem một bức tứ mai hoa đồ thật sự để trao đổi với hắn. Ngài nói đi. Ngài đâu có ý muốn trao đổi. Rõ ràng là ngài đang hối lộ một cách kín đáo và cẩn thận. Ngài biết rõ Tần Thăng yêu thích tranh vẽ, hiểu về tranh vẽ, liền cố ý nói tranh thật là tranh giả. Bản thân ngài giả giờ không hiểu để dụ Tần Thăng vui vẻ nhận lời lấy bức tranh đó về, không chút nghi ngờ. Đây gọi là rắp tâm hại người. Đúng là vu oan cho người khác. Lúc đó còn có người khác ở đó. Lúc đó ti chức muốn xin Tần đại nhân để lại bút tích giữ làm kỷ niệm, nên mời Tần đại nhân tới thư phòng của tôi tùy ý lựa một bức tranh. Lúc đầu bức tranh Tần đại nhân chọn không phải bức tranh này. Chẳng lẽ Tần đại nhân hắn cũng không biết thật giả sao? Ngài cho rằng đây cũng có thể là lý do. Chắc chắn Tần Thăng đã sớm nhắm trúng bức tranh này, chọn một bức khác trước, chẳng qua là che mắt mà thôi. Lời này có chút gì đó không đúng. Theo ý của Hàn đại nhân, tôi và Tần đại nhân chẳng phải ngầm hiểu ý nhau? Một người trong lòng có ý đồ, một người giả vờ không biết à? Vậy thì ti chức sao không quang minh chính đại tặng bức tranh thật cho Tần đại nhân, để Tần đại nhân chiếm được cái lợi này, còn tôi là thằng cấm miệng thiệt thôi. Nếu như đúng là như vậy, bàn chuyện hối lộ gì chứ. Ngài không thể tặng cho hắn được. Điều đầu tiên ngài phải làm được là phải khiến Tần Thăng có tâm lý yên tâm nhận bức tranh này. Thực tế là lần đầu hắn tới thư phòng của ngài, ngài cố ý nói bức tranh thật là bức tranh giả, bày sẵn mồi nhử đợi hắn cắn câu. Đợi hắn lần thứ hai tới thư phòng của ngài, ngài đã cố ý mời hắn viết chữ trước, sau đó tặng tranh cho hắn. Hắn cho rằng trước giờ ngài không biết tứ mai hoa đồ là tranh thật, lòng tham nổi dậy, cuối cùng đã chọn bức tranh này. Bổn quan đã thẩm lý vô số vụ án đút lót hối lộ, trước giờ chưa từng nhìn thấy loại người nham hiểm xảo trá giống như ngài. Trước đây ngài chắc chắn đã từng tiến hành điều tra tình hình Tần Thăng, biết sở thích đặc biệt của hắn, sắp xếp kế hoạch dụ hắn vào bẫy, thu nhận hối lộ. Thay vì nói là ý chí bất kiên, thì chi bằng nói là ngài đã nắm được nhược điểm của hắn. Ngài có thể gọi là tổ sư hối lộ số 1 trong thiên hạ. Hàng đại nhân, ngài nói nãy giờ vẫn chưa nói cho ti chức biết, ti chức đã lấy danh nghĩa tranh giả đem bức tranh này tặng cho Tần đại nhân. Vậy thì tại sao Tần đại nhân lại cảm thấy ti chức đối với hắn là thật lòng chứ? Chuyện này với ngài là vấn đề lớn sao? Trước đây Tần Thăng đã nổi tiếng là một người thanh liêm, hắn cũng không thể dễ dàng tiếp nhận. Cho nên ngài dốc hết tâm sức bày ra kế này. Đầu tiên là gạt hắn thu nhận bức tranh, sau đó ở thời cơ thích hợp nói rõ mọi chuyện. Vào thời điểm đó Tần Thăng tiến không được, lui cũng không được. Tự nhiên ngài sẽ nắm bắt được điểm yếu của hắn. Hàng đại nhân, quả thật nãy giờ ngài đã nói ti chức giống như là có mưu toan. Ti chức đâu có phức tạp như vậy đâu.
Giả tâm của Sát đại nhân có thể gọi là hết sức thâm sâu, không biết thâm sâu hơn Ngô Hưng Võ bao nhiêu nữa. Tần Thăng mới tới Tô Châu, ngài đã sắp xếp sẵn thần y dân gian một lần trị hết căn bệnh đau lưng lâu nay của Tần Thăng. Ai biết ngài đã bắt đầu chuẩn bị từ khi nào chứ? Được rồi, Hằng đại nhân, nãy giờ ngài đã nói ti chức tồi tệ như vậy, ti chức thật sự khó mà biện luận. Nhưng mà có một điều tôi có thể nói cho ngài biết, tranh này không phải tranh thật. Cho dù là tranh thật, ti chức cũng không biết nó là tranh thật. Hằng đại nhân, ngài nói đây là hối lộ, ti chức sao dám thừa nhận chứ? Vậy được rồi, ngài không chịu nói, ngài không chịu thừa nhận, chắc chắn có người chịu thừa nhận. Tới lúc đó Sát đại nhân có hối hận cũng không kịp nữa đâu. Hằng đại nhân, nếu tôi dụ dỗ Tần đại nhân có chuyện này, đó là chuyện thường tình thôi. Nếu tôi hối lộ thật sự là vu oan, Sát quyền chết cũng không phục. Dạy hắn đi. Đi đi. À, bê hả? Bê hả tới đây khi nào vậy? Trẫm đã nghe hết rồi. Lão hồ ly này không thể dễ dàng khai nhận đâu. Ti chức cho rằng vẫn nên để Tần Thăng khai nhận trước. Nhân Tần Thăng tới, trẫm muốn đích thân thẩm vấn. Tần Thăng thẩm vấn. Trẫm thật sự không ngờ mười mấy ngày trước đích thân trẫm mới giải thoát khanh ra khỏi đại lao từ vụ bị Ngô Hưng Võ hãm hại, trả trong sạch lại cho khanh. Lúc đó trẫm còn cho rằng khanh đã được một trải nghiệm để đời, cha của khanh cũng cảm thấy vui mừng cho khanh. Nhưng mà hôm nay khanh lại cùng nhau cấu kết với bọn tham quan ô lại. Khanh làm như vậy để báo đáp hoàng ân của trẫm sao? Bệ hạ, Tần Thăng vẫn là Tần Thăng năm xưa, chưa bao giờ thay đổi. Di thần thật sự chưa từng nhận hối lộ, cũng chưa từng cấu kết với Sát quyền. Nếu như Sát quyền đã từng tham ô, di thần chưa điều tra ra, đó là do di thần tắc trách. Bức tranh này đã được giám định là tranh thật, hơn nữa rất có giá. Tội chứng mà Sát quyền hối lộ khanh chính là cái này. Tại sao khanh không thừa nhận? Bệ hạ, bức tranh này được sao chép hết sức điêu luyện, tuy là nó có thể che được mắt rất nhiều người, nhưng không thể gạt thần. Bệ hạ, đây rõ ràng là một bức tranh giả, thần dám thề với trời đất. Khanh thấy tranh thật rồi? Chưa thấy. Nhưng các bức tranh khác của Dương Bổ Chi Di thần thấy rồi, biết rõ phong cách của ông, cho nên có thể phân biệt thật giả. Giáo biện, người đâu? Phu quan, hay là nghe hắn nói hết lời trước đã. Khanh lập tức chỉ ra điểm nào khiến khanh cảm thấy nó là tranh giả. Dạ, mời bệ hạ xem. Tranh của Dương Bổ Chi, chỗ cành cây khô rất thanh thoát, nét bút hàm súc mà thâm thúy sâu sắc. Nhưng bức tranh này tuy đã vẽ được 7 phần, nhưng vẫn toát lên vẻ thô kịch. Dựa vào điều này,
đủ để chứng minh rồi. Bệ hạ, Di thần dám thề với trời đất, đây là tranh giả. Nếu như Di thần có nửa câu dối trá, trời tru đất diệt. Xem ra đối với tranh của Dương Bổ Chi, Khanh rất am hiểu. Di thần không dám kiêu ngạo, nhưng Di thần chắc chắn phân biệt được thật giả. Khanh đừng cho rằng trẫm không hiểu tranh thì trẫm không tìm được người hiểu về tranh. Bệ hạ, Di thần tuyệt đối không dám phạm tội khi quân phạm thượng đâu. Di thần được hoàng thượng ân sủng, cho làm khâm sai đại thần, thần nguyện không tiếc xương máu, cố gắng hết sức trung hiếu với dân. Sao lại dám tham ô hối lộ, biết pháp phạm pháp? Trước đây ở Diễn Châu, Ngô Hưng Võ nhiều lần hối lộ đều bị Di thần từ chối ngoài cửa. Sao có thể dễ dàng nhận trọng lễ của sắc quyền? Đúng như lời bệ hạ nói, ở trong thiên hạ này sao có thể có loại người sống hai mặt, làm chuyện trái thiên lý được chứ bệ hạ? Sắc quyền là một kẻ ngụy kế đa đoan, thích gài người khác mắc bẫy của hắn. Tuy Khanh tri thư đạt lý, nhưng khó lòng tránh khỏi lòng tham nổi dậy. Chỉ cần Khanh để lộ một chút sơ hở nào đó, sắc quyền sẽ có cơ hội mà hành động. Chẳng sau đó hắn không nói cho Khanh biết đâu là giả đâu là thật, đưa ra uy hiếp gì với Khanh sao? Không có, không có chuyện này. Tranh vẽ thật giả, bản thân thần biết rõ, tuyệt đối không dám dối gạt hoàng thượng đâu. Người đâu? Dạ. Dạy hắn đi. Dạ. Đi. Phu quan, người cho rằng... Kêu Lạc Triều Tông tới đây giám định lần nữa. Lạc Thái Sư đã bị bệnh nặng, không tiện tới đây đâu. Không tiện thì khiêng tới. Thật giả của bức tranh này rất quan trọng, không mời hắn tới đây không được. Cẩn thận, Kiên Lạc Thái Sư cẩn thận đó. Từ từ. Bệ hạ. Thái sư đã xem xét cẩn thận tứ mai hoa đồ rồi. Thế nào? Quả nhiên như Tần Thăng nói, tranh này là tranh giả. Ồ. Giải thích của Lạc Triều Tông cũng rất giống với Tần Thăng giải thích. Hắn khẳng định chắc chắn sao? Vô cùng chắc chắn. Ông còn nói tranh này sao chép rất giống thật, nếu như không xem qua tranh thật thì khó mà giám định được. Như vậy xem ra Tần Thăng cũng chưa chắc nhận hối lộ. Phu quan, phu quan, nhi thần thấy người khí sắc hơi kém, nhi thần thấy người cần được nghỉ ngơi. Trâm đang nghĩ có phải lần này là du quan Tần Thăng hay không. À, đó đã là tranh giả thì định tội nhận hối lộ hơi miễn cưỡng. Thả hắn ra đi. Vậy còn sát quyền? Con thả ra luôn. Sát đại nhân, chúc mừng, chúc mừng. Ta đã nói rồi mà, không tới ba ngày ta sẽ ra ngoài. Sát đại nhân thật lợi hại, lợi hại. Tần đại nhân, chúc mừng, chúc mừng. Thả ra? Đương nhiên là phải thả ngài ra rồi. Mời ngài, Tần đại nhân. Tần đại nhân, Tần đại nhân. Sắc đại nhân. Tần đại nhân, để ngài chịu nhiều thiệt thòi như vậy, ti chức thật sự thấy rất áy náy. Không có gì, đã qua hết rồi.
Đúng vậy, đúng vậy. Thì chức quan nghênh ngài lần sau tới Tô Châu nữa. Nhất định tới.